Đây bây giờ mẹ sẽ đi cắt xả để mình làm chân gà sốt Thái nha mọi người. Đây là xả nhà chồng nè. Giờ thì mẹ sẽ đi rửa ớt tắc với xả nha mọi người. Rồi. Giờ thì mẹ sẽ bỏ muối vô để mình ngâm tắc nha mọi người. Mẹ bỏ 2 muỗng muối nè. Mình trụng me với nước sôi nha mọi người. Rồi ngâm chút đi. Con dầm rồi cho nó ra. Rồi mẹ mình đã lượt xong nước cốt me rồi nha mọi người. Rồi. Giờ mình chuẩn bị đi nấu nước sốt nè. Bây giờ mẹ làm xong rồi nè con. Giờ mẹ chuẩn bị đi nấu nước sốt nè con. Cái kẹo ngon quá nha. Cái mình đường nè. 700g đường này nha con. 700g nước mắm nè con. Rồi tới mẹ để ớt bột này nghe con. Này là mẹ mình dùng một chai luôn nha mọi người. Ừ, dùng một chai nè. Rồi cái nhà nha. Đó, giờ bắt lên nấu nè. Mẹ nấu nè, mà thấy nè. Mà nó sắc cho nào còn hơn nữa nè con. Là nó dừa nè, cho nó kẹo, đặng nhân hay mình ướp vô. Rồi mình nấu tới nào mà nó kẹo còn phân nửa nha mọi người. Nhìn màu đẹp quá. Giờ mẹ sẽ đi múc giấm nha. Bây giờ mẹ múc giấm nè. Trời ơi con giấm nó bự quá. Quá trời con giấm. Cái này cho kỹ nè. Cái này nuôi chắc lâu dữ lắm rồi nè. Ừ, sao cái này nó giống gì vậy ta. Quá trời con giấm luôn rồi nè. Trời ơi con này quý vị ơi. Cả nhà coi nè. Rồi mẹ nuôi con giấm nè. Ở trên mạng á mẹ. Ừ nè. Người ta làm đồ, làm quần áo từ giấm được luôn đó mẹ. Trời ơi 5kg luôn nha mọi người. Bữa nay mẹ cho lớn làm chân gà. Con cháu đông lắm. Cả nhà ơi. Đồ luôn. Ừ. Cả nhà ơi, con cháu đông lắm cả nhà ơi. Để đông hay mở ra. Mở ra liền. Hồi nãy mày để muối. Rồi mày để giấm. Bây giờ tới mày để được. Rồi để muối để giấm. Bây giờ tới mày để rượu. Này ha. Cho sạch đi. Đó, ở nhà trai. Giờ cái này trắng tươi nè. Rồi sau khi mình bóp với chanh, ốp với giấm, với muối, với rượu xong rồi mình phải rửa thêm 2-3 lần nước cho nó sạch. Ba lần rồi nè. Ba lần rồi đó nha. Nó bị dữ đó. Sao bây giờ là chân gà xong.
nhờ đi luộc chân gà. Mày luộc nè, mày để miếng rượu nè, em bỏ lên tím đây nè, là giờ mình tắt nó cho nó nguội, bằng nước thôi mình trộn vô nè, ngon không? Cái nó kẹo nè, đó, còn nấu cho nó kẹo xuống nha. Bây giờ mẹ mày thích miếng gà nha nè, mẹ luộc chị chín tới nè, bây giờ là mẹ vớt đây nè nghe con. Nước không có mấy hay sao? Giá bự đó, giá bự cho mẹ. Nếu tiếp đồng hồ cho nó dọn cái chân gà. Đó, con sắc cây dừa vậy đi. Để vô. Chả mùa này nó ưa tép. Cái mùa kia á, nó chắc lội. Giờ mẹ cắt xả rồi, xong rồi nè. Giờ tới mẹ cắt ớt. Ớt mình cũng cắt giống vậy nha mọi người. Ớt cũng xéo xéo vậy đó. Cái này mẹ cái da cho bén. Giờ quay lại là bắt đầu này, tới mẹ gọt xài. Bắt đầu quay lên mẹ gọt xài nha. Nè mẹ gọt nè. Này xài Đài Loan gì? Xài Đài Loan. Xài Đài Loan thì chắc cái không chua luôn. Chua, chua ít. Chua. Ừ. Chua hơi hơi. Chứ không chua không. Trắng và đẹp ha. Nhìn giống khúc bạch luôn. Xài này thấy hơi chua nè. Nó mấy cái màu hậu nó mới ngọt ngon. Chế độ mà nó ngọt nó trộn rất ngon. Trộn nhiều nhiều đi cho cháu mẹ ăn mà. Cho mấy đứa cháu mẹ ăn. Giờ nè, mày vớt mà chân gà mà ngâm nó giờ nó giòn rồi nè, mày vớt nha. Ngâm nước đá. Rồi bây giờ là nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng xong hết rồi nha mọi người. Rồi mình sẽ bắt đầu trộn chân gà. Đây là chân gà nè. Rồi xả ớt, xài sống nè, tắc nè. Rồi đây là cái phần quan trọng nhất là nước sốt chân gà nè. Đây nước sốt chân gà sau khi mình để nguội thì nó sánh vậy nè. Đó, nó sánh kẹo lại vậy nè, sệt lại vậy rất là ngon luôn nha mọi người. Bây giờ mình mẹ chỗ mẹ nghe con, nó gáo rồi nè. Rồi mà đổ gia vị. Rồi nước sốt rồi mọi người. Ồ cái màu xích ngon quá. Thơm ngon ha. Rồi giờ mẹ cho ớt với xả vô nè. Rồi mẹ vô xài nè. Ôi, một mâm chân gà xả tắc siêu to khổng lồ luôn mọi người ơi. Rồi mẹ mình sẽ trộn đều lên, trộn đều lên. Ôi nhìn ngon quá. Để đút miếng luôn. Thơm quá. Con cháu ơi. Con cháu của bà cũng đông lắm rồi nè. Nó nghỉ hè. À giờ nó nghỉ hè nó vô nè nó chơi. Bà làm cho con cháu nó ăn nè. 5 kg này thấy vậy chứ không đủ chia nha. Xài cái này không là có chục ký này, đồ dạt gia vị nó 10 mấy ký đó.
không đủ chia con cháu, con cháu đông lắm. Mà mẹ làm mà chân gà mà ướp bây giờ nó thấm rồi nè con. Bây giờ mẹ mời cả nhà ra dùng với mẹ, rồi gà cháu nè, ra ăn con. Các con, các cháu ra dùng với bà ngoại. Rồi bây giờ mẹ sang thử cho mọi người. Rồi các con các cháu nè. Giờ chân gà sắp thái của bà ngoại xong rồi nè, giờ bà ngoại ăn thử mới cho nó thấm gia vị cho nghe con. Thấm rồi. Giòn quá. Ngon giòn. Con à. Vừa ăn ha. Đúng rồi. Con vừa ăn. Con làm theo theo cho ngon nè, đừng làm cay quá. Cay quá con. Thấy quá ôi dễ lắm. Giòn không gái? Giòn ngon. So beautiful. Dạ. Quá ngon. Ngon quá ngon, ngon rất là tuyệt vời. Ôi ngon quá, màu đẹp quá hay gái. Đúng rồi. Quá ngon, quá đẹp. Ôi là trời. Trời ơi, giờ con gái nó ngồi nó bự hơn mẹ nữa. Giờ giết mấy đứa cháu nó bự hơn bà ngoại hết trơn rồi. Cháu này là cháu thứ ba. Mà nó bự gì nè. Mà nó bự gì nè. Cháu thứ hai nữa nó bự hơn bà nữa. Cháu thứ nhất bự nữa. Nó gần 80kg rồi. Giờ thì mình sẽ ăn thử xem chân gà nó giòn không nha mọi người. Cho xin miếng nha. Cho xin chốt đang xin miếng. Rồi đây là cái chân gà. Ngon quá mọi người. Rất là giòn luôn. Siêu giòn. Ừ. Giòn rất 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 luôn. Rồi tới đây. Thì bà đã kết thúc chân gà sức tái. Bây giờ mình đã sẽ dùng rồi, mấy anh mấy chị các con các cháu xem cái chân gà sức thái này thì nhớ ủng hộ, cầm kênh đăng ký cho cô rất là cảm ơn các con các cháu rất nhiều. Mấy anh mấy chị nhớ cầm kênh đăng ký nhé, đừng quên nhé. Bye bye.